Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên nhận được một số món quà đây. Đó là những cái máy ảnh ve chai từ một bạn Facebook đây. Đủ các loại máy, máy này sản xuất năm 1964, máy ESA này, hoặc máy Zenith này. Thì những cái máy ảnh phim ấy, bây giờ trong thực tế cuộc sống thì chỉ cho một số người đam mê hoặc chơi thôi. Thì máy kỹ thuật số thì nó đã phát triển mạnh rồi, nó thay thế gần như hết nhu cầu về ảnh trong cuộc sống hiện tại. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một số cái đồ máy ảnh phim và thể cách được tận dụng của chúng nó vào lắp vào máy số. Đây. Đây là cái máy ảnh Zenith. Zenith là một máy ảnh của Nga. Đây. Thì nó sử dụng là M42. M42 chính là cái đường kính như thế này này. Đây. Cái ống này là tiêu cự là 58 mm. Đây. Độ mở tối đa là 2 đây. Các bạn nhìn thấy số 2 đây. Đây, khi mở rộng ra nhất là nó to như này, đấy. Còn càng thu nhỏ vào thì đây. Thì nó sẽ có các độ mở là số 2 này, 2,8 này, 5,6, 4 này, 11, 16 như các len thông thường thôi. Thì những cái len này các bạn có thể mua một cái ngàm chuyển đổi. Ví dụ các bạn sử dụng máy ảnh số Canon thì các bạn mua đó là ngàm M42 for Canon EOS ấy, thì bán trên thị trường khoảng 150-200 thôi. Đấy, thì bạn sẽ lắp vào cái vòng này và lắp được vào máy ảnh kỹ thuật số, và lúc này nó sẽ có giá trị như một len fix, cái len tiêu cự cố định ấy. À, và thứ hai chúng ta lấy nét bằng việc quay tay chứ không phải là lấy nét bằng tự động nhé, vì nó không có motor để kéo lấy nét tự động đâu. À, bạn đây. Thì cái len này thì nó cho cái hiệu quả xoáy rất là cao. Hiệu quả xoáy ấy chính là khi mà bạn chụp chân dung chẳng hạn thì thấy nét mặt của người, những cái vật ở mặt trước thì rõ, đằng sau bị nhòa đi ấy. Đấy chẳng qua là do cái hiệu ứng, gọi là hiệu ứng gì nhỉ, hiệu ứng quang sai nó gây ra đấy, gọi là defocus ấy. Là cái len Zenith và tất cả các cái loại len của khác như ngàm M39 ấy. Ở đây tôi không có len ngàm M39 và những cái len này này chẳng hạn này, nhưng mà những cái len mà thông dụng ấy thì nó sẽ dễ kiếm ngàm hơn. Thế những cái len này của cái máy ảnh này sản xuất năm 1964 ấy. Đây. Như len của Đức cũng có chất lượng rất là cao ấy, thì cái len này ngàm lưỡi lê như này kiếm cũng rất là khó. Tuy nhiên là nó có bán ở một số shop nhiếp ảnh nhưng rất khó. Thì các bạn có thể sử dụng một cái len analog này để chụp với một máy ảnh số cho ra hiệu ứng rất hay, giống máy ảnh phim. Đấy. Hôm qua mình mới sửa được xong hai cái len này thôi. Còn cái đống máy này của bác này bác không giữ nguyên, thành ra là bẩn quá, hỏng hóc nhiều quá không muốn sửa. Và cái máy ESA này vậy, để bẩn quá anh chả sửa được xong cái phần ngắm này. Phần ngắm này thì nó là ngắm từ trên xuống ấy. Đây, đây kính ấy. Thông thường người ta sẽ cắm qua khung ngắm như cái máy ảnh cổ ngày xưa ấy. Nó nhiều khi ngắm qua những cái kính ở trên này. Đấy. Các bạn nhìn ở hình ảnh ở trên đây này. Các bạn lấy nét tiêu cự. Đấy. Đấy là về ống kính. Còn đây là một cái đèn đỏ ấy. Cái đèn đỏ này thì bây giờ các bạn có thể làm bằng led rồi, nhưng mà mình chơi nhiếp ảnh ấy, thì cái đèn này nó dùng để giữ ảnh. Đây, giữ ảnh thì bạn phải có một cái buồng tối và các bạn tắt hết điện đi. Đấy. Và các bạn thắp đèn đỏ nhé. Đấy, bạn thắp đèn đỏ này. Đấy. Trong đây nó chỉ là một bóng đèn khoảng 5W thôi, bóng đèn tủ lạnh, quan trọng cái nhựa đỏ này. Đây là một loại nhựa polycarbonate đây. Đấy, đây là cái đèn của Liên Xô. Bây giờ bạn có thể chế bằng đèn led, những led màu đỏ để làm đèn đỏ giữa ảnh. Khi mà tắt hết điện thì nó sẽ ánh sáng màu đỏ. Và người ta sẽ sử dụng máy dọi ảnh đen trắng ấy, người ta dọi lên tờ giấy ảnh. Vì cái giấy nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái đèn đỏ này. Và người ta nhúng vào thuốc, lúc đó ảnh đen trắng nó sẽ hiện lên thôi. Và ngâm vào thuốc hãm nữa là mình sẽ có một bức ảnh đen trắng. Lúc nào mình sẽ có clip dạy các bạn làm ảnh đen trắng theo cách ngày xưa. Là cái đèn đỏ. Các bạn có thể làm phòng tối, có thể làm bằng đèn led hoặc những đèn thờ quả nhót được. Đấy, tuy nhiên là cái bóng đèn nó phải
không bị xước ấy. Như bóng đèn này, bóng đèn thường cho vào kính đỏ thì tốt, chả bị ảnh hưởng gì đây. Các bạn nhìn không, có những cái tia ánh sáng nó ảnh hưởng đến phim giấy, cháy phim, cháy giấy. Các bạn có thể xin ở mấy người mà làm nghề chụp X quang ấy, họ cũng có cái đèn an toàn đấy để làm. Và đây một cái timer của timer từ bộ hẹn giờ phóng ảnh đen trắng đây. Giờ cái này nó sẽ là một cái ổ điện thôi, nhưng mà nó có hẹn giờ đây. Ngày xưa Liên Xô ấy họ hẹn giờ bằng mấy linh kiện thụ động này, bằng chiết áp này. Đây, khi mà vặn bao nhiêu giây ấy, thì bạn nhấn cái công tắc ở đây này thì đèn sáng lên khoảng, ví dụ bạn vặn 6 giây đèn sáng lên 6 giây rồi tắt. Đó là thời gian phơi sáng của giấy ảnh này, 8 giây vậy. Như thế này thường không chính xác, mang về Việt Nam thì khí hậu nó không phù hợp nên nó hay bị hỏng á. Và tôi cũng không muốn sửa cái này nữa, vì những cái loại timer ấy mà hẹn giờ theo kiểu mạch RC ấy, thì về điện trở thay đổi, trời ẩm trời nồm kiểu gì nó sai số khoảng vài giây là bình thường. Nên là bây giờ có những cái mạch kỹ thuật số, và đơn giản nhất là các bạn sử dụng đồng hồ các bạn nhìn. Vì rửa ảnh đen trắng là rửa thủ công, mình cũng không phải rửa hàng loạt để sản xuất thương mại làm gì, cho nên là mình có thể đếm được bằng giờ. Nhiều nó chỉ 13 đến 14 giây thôi, nên mình có thể xem điện thoại để mình biết được cái khoảng thời gian lộ sáng và tắt đèn đi cho nó ảnh không bị cháy. Ở trên là mình đã trình bày một số đồ kỷ niệm của một số bạn trên Facebook tặng mình để nhiếp ảnh. Hôm nào có dịp thì mình sẽ có một cái clip dạy các bạn từ quy trình tạo ra một bức ảnh đen trắng, trắng rửa và in ảnh đen trắng ra. Chúc các bạn thành công.